Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phạm. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Silobalan. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về silobalan cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh pham chia sẻ dưới đây thành phần Silom tazolin dạng bào chế dung dịch xịt công dụng nhỏ mũi hoặc xịt để giảm triệu chứng và giảm sung huyết trong các trường hợp viêm mũi cấp hoặc mãn tính viêm xoang cảm lạnh cảm mạo hoặc dị ứng giảm sưng dễ quan sát niêm mạc mũi và họng trước khi phẫu thuật hoặc thủ thuật chẩn đoán, làm thông lỗ vòi nhĩ bị tắc ở người bệnh viêm tai. Dùng nhỏ vào kết mạc mắt để giảm sung huyết, ngứa và kích ứng. Cách dùng Nhỏ mũi Trẻ em từ 6 đến 12 tuổi Nhỏ 1 đến 2 giọt cho mỗi bên mũi một lần, 1 đến 2 lần mỗi ngày, mỗi lần cách nhau 8 đến 10 tiếng. Không được sử dụng quá 2 liều cho mỗi bên mũi một ngày không nên sử dụng thuốc quá 3 đến 5 ngày liên tiếp. Chống chỉ định. Ứ ừ đọng đờm, suy hô hấp. Đau nhẹ. Bệnh nhược cơ. Lưu ý khi sử dụng. Thuốc không được sử dụng cho trẻ nhỏ hơn 6 tuổi. Không sử dụng quá liều khuyến cáo. Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Lái xe và vận hành máy móc có thể gây đau đầu, buồn ngủ, suy giảm thị lực. Tác dụng phụ Thường gặp kích ứng tại chỗ Nhà sản xuất Warsaw Pharmaceutical Works Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Silobalan, đồng thời biết cách sử dụng Silobalan sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham